À, bài đầu tiên thì chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài sẽ tổng kết những điểm gì nổi bật về suy tim cho năm 2019 vừa qua. Xin mời tiến sĩ Thu Hoài. Và bài của tôi sẽ tập trung vào những vấn đề sau, là thứ nhất là những số liệu thống kê mới về dịch tễ học suy tim, thứ hai là những điểm mới về thuốc điều trị suy tim, trong đó nhấn mạnh vai trò của các cái thuốc ức chế SGLT2 và ACNI, và thứ ba là vấn đề triệt đốt dung nhĩ ở bệnh nhân suy tim thì quan điểm của các thầy thuốc lâm sàng là như thế nào. Vấn đề thứ tư là mitraclip trong điều trị hở hay lá cơ năng ở các bệnh nhân suy tim, và vấn đề cuối cùng là các hướng mới trong chẩn đoán hình ảnh các bệnh nhân suy tim. Đây là những vấn đề mà tại các cái hội nghị tim mạch lớn như hội nghị tim mạch châu Âu, hội nghị tim mạch Hoa Kỳ hoặc là hội nghị suy tim của châu Âu đã được bàn và cũng đã được đồng thuận. Còn ngoài ra chúng ta còn rất là nhiều vấn đề mới liên quan đến vấn đề suy tim, ví dụ như các biomarker mới như là ST2 hay là các cái phương pháp chẩn đoán phát hiện các cái bệnh lý sử dụng mà các nguyên nhân của suy tim mà sử dụng các cái việc phát hiện các cái gen thì cũng có rất là nhiều vấn đề mới. Tuy nhiên là tôi trong thời gian có hạn tôi xin tập trung vào những vấn đề này mà liên quan nhiều đến thực hành lâm sàng. Thứ nhất là về dịch tễ học của suy tim thì chúng ta biết rằng là suy tim là một vấn đề đang ngày càng gia tăng, với tỷ lệ ngày càng gia tăng và là một gánh nặng của toàn cầu. Và đây là một cái kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Điển đã cho thấy là tới nếu ước chừng tới năm 2040 thì chúng ta sẽ có 770 triệu người bị suy tim trên toàn thế giới, là gần 1 tỷ người bị suy tim. Và từ năm 2000 trở lại đây và trong năm sắp tới thì tỷ lệ suy tim gia tăng nhanh chóng. Và đây là dịch tễ học suy tim ở các nước mà chúng ta đã có các cái số liệu thống kê tại châu Âu cũng như là tại châu Á. Châu Á chúng ta có Trung Quốc và Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản đã được ở trong các bản đồ này, và chúng ta thấy tỷ lệ suy tim ở châu Á thì đặc biệt là các nước như Malaysia và Singapore thì rất là cao hơn hẳn so với các nước châu Âu. Và Việt Nam của chúng ta cũng có một cái nền kinh tế cũng như năng động và đang phát triển cũng như là một lối sống tương tự với các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, và chúng ta cũng có cùng chung cái mô hình bệnh tật này với cái tỷ lệ suy tim ở ở Malaysia là tới 6,7% trong cộng đồng. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng bệnh ung thư là một có tỷ lệ ngày càng gia tăng, và ở các nước phát triển cũng như ở Việt Nam, sự ra đời của các thuốc điều trị ung thư, các biện pháp điều trị ung thư mới dẫn đến là có càng ngày càng có nhiều người đã sống sót, đã khỏi bệnh sau khi ung thư, và vấn đề đó dẫn đến một cái việc mà chúng ta phải phải hướng tới, đó là tỷ lệ các bệnh nhân bị các vấn đề tim mạch liên quan đến ung thư ngày một gia tăng, trong đó có vấn đề suy tim. Và còn ở châu Á thì một nghiên cứu dịch tễ học do bác sĩ David Sim ở Singapore cũng đã nghiên cứu thì cho thấy rằng ở châu Á tỷ lệ suy tim thì ngày càng gia tăng nhưng mà lại tập trung nhiều ở người trẻ, và đặc biệt là cái tỷ lệ bị các triệu chứng cũng như các cái dấu hiệu về lâm sàng của suy tim, thì cái vấn đề về triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của suy tim ở người châu Á thì lại nặng nề hơn so với người châu Âu, người da trắng. Và đặc biệt là cái mô hình quản lý về suy tim ở châu Á thì cũng khác nhiều so với ở châu Âu, do các cái điều kiện khác nhau về các cái điều kiện về các cái mô hình kinh tế, và nhiều nhiều vùng nhiều bệnh nhân không được tiếp cận với chăm sóc y tế và việc điều trị suy tim một cách thích hợp. Và đặc biệt là những khuyến cáo, những guideline về điều trị suy tim của Mỹ cũng như của châu Âu thì lại không hẳn là phù hợp với người châu Á, cho nên còn rất là nhiều vấn đề chúng ta phải nghiên cứu đối với người châu Á của chúng ta liên quan đến suy tim. Và trong năm qua, những cái nghiên cứu hướng tới mà cải thiện tỷ lệ tử vong, cải thiện tỷ lệ tái nhập viện của bệnh nhân suy tim thì người ta thấy chủ yếu những nghiên cứu mà cho thấy sự thành công lại là những nghiên cứu ở những bệnh nhân có suy tim có phân số tống máu giảm, còn ở các bệnh nhân suy tim có phân số tống máu bảo tồn thì đa số các công trình nghiên cứu thì cũng chưa thấy cho thấy những cái lợi ích của các cái thuốc mới mang lại. Cụ thể là chúng ta thấy là đối với suy tim có phân số tống máu giảm, chúng ta có các công trình nghiên cứu rất là kinh điển như là nghiên cứu SWIFT về ibravadin, nghiên cứu EMFASIS-HF về eleprenone, đặc biệt là nghiên cứu rất là kinh điển PARADIGM-HF về tác dụng của sacubitril phối hợp với valsartan so với enalapril, và một nghiên cứu mà được gọi là
bom tấn và gây một tiếng vang trong hội nghị tim mạch châu Âu vừa rồi, mà với sự tham dự của hơn 30.000 bác sĩ tim mạch đã được chứng kiến, đó là sự thành công của nghiên cứu DAPA-HF, làm nghiên cứu trên việc sử dụng dapagliflozin, một thuốc điều trị tiểu đường nhóm SGLT2, ức chế SGLT2 so với giả dược, và đã cho thấy hiệu quả làm giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tái nhập viện ở bệnh nhân suy tim có phân số tống máu giảm. Và trước hết là về các cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 thì người ta thấy rằng là ngay từ cái guideline của năm 2016 đã cho thấy là các nhóm thuốc như empagliflozin, rồi là canagliflozin và dapagliflozin cho đến năm 2019 đã được các chuyên gia đồng thuận châu Âu cho rằng nên cân nhắc đưa vào điều trị cho các bệnh nhân tiểu đường đã có bệnh lý tim mạch hoặc là có nguy cơ cao hoặc là dễ bị tiến triển dẫn tới là bệnh nhân phải nhập viện vì suy tim. Đây là một loạt các công trình nghiên cứu trên cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 trên về empagliflozin, dapagliflozin, cetagliflozin vân vân. Và các bạn thấy rằng là cơ sở, ví dụ như là với nghiên cứu DAPA-HF thì cơ sở để tiến hành nghiên cứu là người ta sẽ nghiên cứu là để cho chúng ta thấy là các thuốc nhóm SGLT2 cụ thể là dapagliflozin thì có hiệu quả để làm giảm tái nhập viện ở các bệnh nhân suy tim hay không, có phân số tống máu giảm dưới 40% hay không, và nghiên cứu này theo dõi trong vòng là một theo dõi trong vòng 120 ngày và trên đa quốc gia, và kết quả đã cho thấy là dapagliflozin đã giảm các cái biến cố gộp ở các bệnh nhân suy tim và làm giảm sự tiến triển thành suy tim nặng hơn, làm giảm tỷ lệ tử vong về tim mạch so với giả dược, và việc giảm này rất là rõ rệt và có ý nghĩa thống kê. Và đồng thời là việc giảm các cái biến cố gộp thì cũng thấy ở tất cả các cái chủng tộc khác nhau, các cái nhóm tuổi khác nhau, cả nam cả nữ, và các cái nhóm NIHA khác nhau cũng như là các cái phân nhóm EF khác nhau. Và đây cũng trên slide này các bạn cũng thấy là dapagliflozin làm giảm tỷ lệ tử vong về do tim mạch cũng như tỷ lệ tái nhập viện do suy tim. Lát nữa chúng ta sẽ có các bác sĩ sẽ trình bày các cái thử nghiệm lâm sàng, thì ở đây tôi cũng xin phép được nói nhanh. Và dapagliflozin cũng cho thấy là có cải thiện chất lượng cuộc sống so với những bệnh nhân chỉ dùng giả dược. Và đặc biệt là dapagliflozin khi dùng thì không gây làm xấu đi chức năng thận và làm giảm cả các tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Và đặc biệt là tính an toàn, tức là và các tác dụng phụ của dapagliflozin thì so với giả dược thì sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Và tỷ lệ tái nhập viện chung cũng như là tỷ lệ tử vong về tim mạch thì giảm rất là rõ rệt ở dapagliflozin. Và kết luận của công trình nghiên cứu DAPA-HF đó là dapagliflozin làm giảm nguy cơ tiến triển thành suy tim nặng hơn ở các và làm giảm tỷ lệ tử vong tim mạch cũng như là cải thiện triệu chứng ở các bệnh nhân suy tim có phân số tống máu giảm. Những bệnh nhân này nếu mà đã được điều trị chuẩn, điều trị theo guideline, nếu mà sử dụng dapagliflozin thì sẽ có được những cái lợi ích đó. Và một công trình nghiên cứu thứ hai đó là công trình nghiên cứu EVALUATE-HF cũng được báo cáo tại hội nghị tim mạch châu Âu, thì chúng ta biết rằng là tất cả các cái vấn đề về suy tim thì cuối cùng nó cũng xoay quanh vấn đề tái cấu trúc thất trái. Và khi mà chúng ta xem xét một người bệnh là tiến triển nặng hơn hay nhẹ hơn về suy tim thì mình cũng xem là bệnh nhân này cái hậu quả trên cấu trúc tim, trên hình dạng của tim và chức năng tim như thế nào. Thì công trình nghiên cứu EVALUATE-HF này, người ta nghiên cứu độ cứng của gốc động mạch chủ và các cái chức năng tim ở các bệnh nhân có sử dụng sacubitril phối hợp với van sắt tăng so sánh với enalaprin, và các bệnh nhân được theo dõi dọc trong 12 tuần và sau đó thì được đánh giá lại. Và sau sau một quá trình điều trị, người ta thấy rằng tuy rằng cái độ cứng
của gốc động mạch chủ thì không thay đổi giữa nhóm dùng sacubitril phối hợp valsartan và giả dược, tức là cái tỷ lệ DP trên DT của thất trái nó không thay đổi, nhưng người ta thấy là có sự giảm đi đáng kể thể tích thất trái cuối tâm trương, thể đường kính thất trái cuối tâm trương, thể tích nhĩ trái cuối tâm trương và tỷ lệ E trên E phẩy, tức là tốc độ đổ đầy thất trái, tức là có cải thiện rõ rệt về chức năng tim, về mức độ tái cấu trúc thất trái và các cái thay đổi huyết động, áp lực đổ đầy của thất trái ở các nhóm bệnh nhân có sử dụng sacubitril và valsartan. Và một cái nghiên cứu nữa cũng trên các nhóm bệnh nhân sử dụng sacubitril và valsartan, đó là nghiên cứu PRUHF, là đánh giá, cũng đánh giá chức năng tim. Đây là nghiên cứu của tác giả Januzzi ở bệnh viện đa khoa Massachusetts ở Boston, và đã đánh giá chức năng tim, chất lượng cuộc sống và theo dõi NT-proBNP ở các bệnh nhân sử dụng valsartan phối hợp với sacubitril, so sánh với enalapril, và với tiêu chí đầu vào cũng là các bệnh nhân suy tim EF và giảm dưới 40%. Và sau một quá trình điều trị thì các nhà nghiên cứu đã thấy rằng là NT-proBNP, nồng độ NT-proBNP trong máu đã giảm rất là rõ rệt, từ trung bình trên 700 cho đến chỉ còn 600, và đặc biệt là có mối tương quan tuyến tính có ý nghĩa giữa nồng độ NT-proBNP với phân số tổng máu EF, với chỉ số thể tích thất trái cuối tâm trương, với chỉ số thể tích thất trái cuối tâm thu, và với thể tích chỉ số thể tích nhĩ trái cuối tâm trương, và với tỷ lệ E trên E phẩy, tức là phản ánh mức độ thay đổi của đổ đầy thất trái. Và đây là sự thay đổi, sự giảm đi rõ rệt theo thời gian của đường kính và thể tích thất trái cuối tâm trương, cũng như là sự cải thiện về phân số tổng máu ở các bệnh nhân dùng sacubitril phối hợp với valsartan, và đồng thời là cũng có sự thay đổi về thể nhĩ trái cuối tâm trương và tỷ lệ E trên E phẩy ở nhóm các bệnh nhân dùng sacubitril phối hợp với valsartan, trong tỷ lệ tái nhập viện ở nhóm sacubitril phối hợp với valsartan cũng thấp nhất ở nhóm mà có nồng độ NT-proBNP thấp nhất và có các cái thông số về chức năng tim tối ưu nhất. Như vậy là việc sử dụng nhóm thuốc ức chế thụ thể nephrilisin rất là có giá giúp cho cải thiện tỷ lệ tử vong, tiên lượng, và lại được chứng minh qua các bằng chứng về tái cấu trúc thất trái và thay đổi các cái peptide bài niệu, và các cái tỷ lệ về tác dụng phụ thì rất là thấp và không đáng kể. Đó là vấn đề sử dụng thuốc, những điểm mới ở các bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu giảm. Thế còn đối với các bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu ở mức ranh giới, tức là mid range, thì có những điểm gì chúng ta cần lưu ý trong năm vừa qua? Thứ nhất là đối với nhóm mà suy tim có phân số tổng máu ở mức ranh giới mid range thì chạy beta, thì người ta đã thấy là các công trình nghiên cứu về chạy beta thì thấy là không có cải thiện một cách rõ rệt tỷ lệ nhập viện do bệnh tim mạch, hoặc là tỷ lệ tử vong do tim mạch, hoặc là nhập viện về suy tim. Và người ta thấy là beta blocker thì không có tác dụng cải thiện tỷ lệ tử vong cũng như dự hậu ở những bệnh nhân dung nhĩ mà có EF ở mức độ ranh giới. Và như vậy là những bệnh nhân này nếu mà không có triệu chứng thì chúng ta cũng chỉ cân nhắc sử dụng thôi. Cái thứ hai là đối với thuốc chạy thụ thể thì cadisartan là một nhóm thuốc điều trị suy tim, ở các người ta nghiên cứu ở các cái bệnh nhân có phân số tổng máu ở mức ranh giới, ví dụ công trình nghiên cứu CHAM đã thấy là cadisartan ở nhóm này thì không làm thay đổi tỷ lệ tử vong chung cũng như là nguy cơ tử vong do tim mạch ở các bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu ở mức ranh giới. Còn đối với lợi tiểu spironolactone thì như thế nào? Ở nhóm suy tim có phân số tổng máu mức ranh giới, tức là 40-49%, thì lợi tiểu spironolactone có giảm nguy cơ các cái biến cố gộp như là tử vong do tim mạch, tái nhập viện về suy tim, hoặc là đột tử. Tuy nhiên là đột tử, còn đối với các cái bệnh nhân mà suy tim có phân số tổng máu bảo tồn thì lại cũng chưa rõ. Còn đối với việc sử dụng truyền sắt ở các bệnh nhân suy tim có phân số tổng máu ở mức ranh giới thì quan điểm của các chuyên gia là như thế nào? Chúng ta biết rằng là những cái bệnh nhân suy tim mà nếu có kèm theo thiếu sắt thì sẽ làm cho tăng tỷ lệ nhập viện,
tăng các cái triệu chứng của suy tim, và ở những bệnh nhân suy tim thì chúng ta cần phải quan tâm đến tình trạng thiếu máu của người bệnh và luôn luôn đánh giá hemoglobin của người bệnh, và nếu có dưới 14 gram trên decilit thì chúng ta cần phải có cái quan tâm, và ví dụ có cho bổ sung sắt, đặc biệt là có những bệnh nhân chúng ta phải truyền sắt qua đường tĩnh mạch. Và các cái nghiên cứu như nghiên cứu FEHS, nghiên cứu confirm HS thì đã cho thấy rằng là tác dụng của truyền sắt trong điều trị suy tim có triệu chứng mà phân số tống máu giảm, thì rất là nên, đối với bệnh nhân suy tim giảm thì rất là nên được sử dụng bổ sung sắt, nhất là đối với bệnh nhân mà có hemoglobin dưới 14 gram trên decilit. Và đối với các bệnh nhân bệnh cơ tim nhiễm bột thì như thế nào? Đối với các bệnh nhân có bệnh cơ tim nhiễm bột thì trong năm vừa qua thì chúng ta cũng có các công trình nghiên cứu trên nhóm thuốc tác dụng đối với bệnh cơ tim nhiễm bột, đó là thuốc tafamidis. Thì nhóm thuốc này đã cho thấy là có hiệu quả rất là rõ rệt, làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như tử vong chung, tử vong do mọi nguyên nhân ở các bệnh nhân có bệnh suy tim nhiễm bột, và đồng thời cải thiện chất lượng sống ở các bệnh nhân có bệnh cơ tim suy tim do cơ tim nhiễm bột sau 30 tháng. Và một vấn đề nữa là vấn đề sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới ở các bệnh nhân suy tim thì như thế nào, đặc biệt là các bệnh nhân suy tim có nhịp xoang và có bệnh lý động mạch vành đi kèm. Thì chúng ta biết rằng là có hai công trình nghiên cứu lớn về lĩnh vực này, đó là công trình nghiên cứu COMPASS và công trình nghiên cứu COMMANDER HS. Và qua hai công trình, đặc biệt là công trình nghiên cứu COMMANDER HS, người ta đặt ra vấn đề là liệu là đối với bệnh nhân có bệnh động mạch vành, có suy tim và nhịp xoang, nếu bên cạnh sử dụng các cái thuốc ức chế kết tập tiểu cầu kép, chúng ta sử dụng thêm một chút rivaroxaban, thì thông qua cơ chế tác động lên thrombin của nhóm thuốc này có thể làm giảm các cái rối loạn về chức năng nội mạc, làm giảm viêm, làm thay đổi các cái quá trình xơ vữa và qua đó ảnh hưởng tốt đến tiên lượng của người bệnh hay không. Và kết quả của công trình nghiên cứu này cho thấy là rivaroxaban nếu chúng ta sử dụng với liều 2,5mg 2 lần một ngày, add on, tức là dùng bổ sung thêm cho những bệnh nhân đã điều trị suy tim chuẩn phối hợp mà sử dụng thuốc chống đông kết sử dụng thuốc ức chế kết tập tiểu cầu, thì không có cải thiện tỷ lệ tử vong và tử vong chung cũng như là tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, đồng thời là tử vong do mọi nguyên nhân cũng không thấy có sự cải thiện, và tỷ lệ đột quỵ thì có giảm đi một chút, tỷ lệ nhồi máu cơ tim cũng có giảm đi, giảm nhẹ đi, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê và cũng không có không có lợi ích trong việc làm giảm cái việc tiến triển xấu đi của suy tim. Và như vậy thì là người ta thấy rằng là rivaroxaban nếu mà chúng ta dùng bổ sung với liều thấp 2.5mg 2 lần một ngày cho các bệnh nhân suy tim, nhịp xoang và có bệnh động mạch vành thì không có lợi ích hơn là so với chúng ta không sử dụng rivaroxaban. Một vấn đề mà có lẽ ở đây lát nữa chúng ta sẽ có các bác sĩ, các chuyên gia về nhịp học sẽ có bài trình bày, thì tôi cũng chỉ xin phép được điểm qua, đó là việc sử dụng các cái phương pháp điều trị bằng thiết bị, ví dụ như triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao tần ở các trong điều trị dung nhĩ ở các bệnh nhân suy tim, và việc điều cấy máy phá dung tự động ở các bệnh nhân suy tim. Thì cho đến nay năm 2019 thì người ta thấy so với năm 2016 thì không có thêm những cái bằng chứng mới về việc là chúng ta có thể thay đổi cái guideline của năm 2016 trong việc cấy máy ICD cho bệnh nhân suy tim. Còn đối với điều trị RF triệt đốt dung nhĩ qua đường ống thông thì đối với bệnh nhân suy tim thì như thế nào, thì chúng ta có hai công trình nghiên cứu lớn, đó là công trình nghiên cứu Caston HF và công trình nghiên cứu Canaba. Thì công trình nghiên cứu Caston HF người ta đã thấy rằng là lợi ích làm giảm tỷ lệ tử vong do chúng ta điều trị triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao thần là rất là rõ rệt, và chúng ta thấy là nên độ, và việc điều trị triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao thần ở các bệnh nhân suy tim thì không những làm giảm tỷ lệ tử vong mà còn làm cải thiện chất lượng cuộc sống, làm và tăng khả năng gắng sức, tăng khả năng đi bộ 6 phút và cải thiện phân số tống máu của bệnh nhân. Và công trình nghiên cứu thứ hai là công trình nghiên cứu Cabana, là nghiên cứu so sánh giữa việc triệt đốt dung nhĩ bằng catheter bằng sóng cao thần với việc
việc sử dụng thuốc cho các bệnh nhân dung nhĩ thì người ta cũng thấy là ở đối với các bệnh nhân suy tim thì là việc sử dụng triệt đốt phương pháp triệt đốt dung nhĩ bằng sóng cao thần thì cải thiện chất lượng cuộc sống sau 12 tháng rõ rệt hơn là so với là chúng ta chỉ dùng các cái thuốc rối loạn nhịp. Và đặc biệt là ở các bệnh nhân mà chúng ta triệt đốt dung nhĩ, chúng ta lại có đốt nhức nhĩ thất nữa, thì sau khi đốt nhức nhĩ thất người ta thấy là tạo nhịp hai buồng thất thì sẽ có hiệu quả và cải thiện được sống còn nhiều hơn là chỉ có tạo nhịp một buồng thất phải. Thì cái này lát nữa chúng ta sẽ có tiến sĩ Phan Đình Phong sẽ, ở đây sẽ có các chuyên gia về nhịp học nữa sẽ có những cái trao đổi thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Tiếp theo là chúng tôi xin trao đổi về vấn đề là chúng ta các cái phương pháp điều trị hở hai lá cơ năng ở các bệnh nhân suy tim mà sử dụng mà phương pháp điều trị qua đường ống thông thì chúng ta có hai thử nghiệm lâm sàng lớn, một thử nghiệm ở châu Âu là Mitra FA là được thiết kế và triển khai ở Pháp và một thử nghiệm ở Hoa Kỳ là COAP. Thì trong đó thử nghiệm COAP ở Hoa Kỳ là chúng ta so sánh ngẫu nhiên với tỷ lệ 1:1 giữa các bệnh nhân hở hai lá cơ năng được điều trị chuẩn theo guideline và được kẹp sửa mitral clip, tức là kẹp sửa van hai lá qua đường ống thông, và so với nhóm chỉ có điều trị theo guideline thôi thì người ta thấy rõ ràng rằng là với phương pháp mitral clip ở những bệnh nhân hở hai lá cơ năng thì làm giảm rất là rõ rệt các cái biến cố gộp, đặc biệt là tử vong, đặc biệt là tái nhập viện về suy tim trong vòng 24 tháng và giảm các cái biến cố và các cái tỷ lệ tử vong về suy tim cũng như là các cái tỷ lệ biến chứng thì lại rất là thấp. Ví dụ như là di lệch dụng cụ hoặc là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hoặc là bị hẹp hai lá sau khi kẹp sửa clip, hoặc là sau đó bệnh nhân bị suy tim nặng phải ghép tim hoặc là phải đặt các thiết bị hỗ trợ thất trái thì tỷ lệ rất là thấp. Và đồng thời các cái thông số về mức độ hở hai lá về tử rồi là tỷ lệ về tử vong chung sau 12 tháng, tỷ lệ tử vong hoặc do suy tim hoặc tái nhập viện sau suy tim sau 12 tháng, rồi cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện khả năng đi bộ 6 phút và các cái triệu chứng chức năng cơ năng như là phân độ Niha và những thay đổi về kích thước và chức năng tim như là thể tích thất trái cuối tâm trương hoặc là các cái tỷ lệ tử vong đột quỵ nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày thì đều thấp hơn, rất là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0.001 ở hầu hết các nhóm so với các bệnh nhân nếu mà chúng ta chỉ điều trị nội khoa chuẩn theo guideline. Trong khi đó công trình nghiên cứu của tại Pháp là Mitra HF thì người ta lại thấy kết quả ngược lại. Tuy nhiên khi mà phân tích về thiết kế nghiên cứu thì người ta đã thấy rằng thiết kế nghiên cứu của COAP tại Hoa Kỳ thì chuẩn hơn và khách quan hơn. Một cái vấn đề nữa là sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái trong điều trị suy tim thì chúng ta có một loạt các công trình nghiên cứu như Roadmap Endurance và Momentum 3 thì qua các công trình nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là ngày nay thì càng ngày càng có xu hướng chúng ta sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái để điều trị suy tim, và các cái thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ là HMED 3, HMED 3 thì được khuyến cáo là được sử dụng nhiều hơn so với các thiết bị là thế hệ trước là HMED 2. Và bên cạnh đó thì một loạt các cái công trình nghiên cứu cũng đã cho thấy sự cần thiết của việc phải tuân thủ theo guideline việc quản lý bệnh nhân theo các cái chương trình và theo các nhóm đa ngành, cả phối hợp cả các chuyên gia về tim mạch, nội tiết, hô hấp, phục hồi chức năng, hướng dẫn cho bệnh nhân các cái chương trình tập luyện phục hồi chức năng sau khi ra viện ở bệnh nhân suy tim và theo dõi bệnh nhân tại nhà sử dụng telemedicine. Thì đặc biệt là telemedicine thì ngày càng có những cái bằng chứng mạnh mẽ để cho thấy hiệu quả cũng như là lợi ích của các cái chương trình theo dõi sức khỏe từ xa cho các bệnh nhân. Và tôi xin dành một vài slide cuối cùng để nói đến lên một số các cái tiến bộ về việc sử dụng chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và theo dõi các bệnh nhân suy tim. Chúng ta biết rằng ở các bệnh nhân suy tim thì có hai vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm, đó là vấn đề thể tích, chức năng, hình dạng của các buồng thất, thất trái và thất phải và mức độ hở của các van tim, cả van hai lá, van ba lá. Và chúng ta thấy rằng là một trong những nguyên nhân của suy tim mà ngày nay càng ngày càng gặp nhiều đó là suy tim do thiếu máu cơ tim cục bộ, thì cái vấn đề kinh điển tuy nhiên đến nay vẫn là vấn đề mới và ngày càng được các cái nhà chẩn đoán hình ảnh như là cộng hưởng từ, như là siêu âm, như là y học hạt nhân quan tâm và đi sâu vào, đó là đánh giá chính xác sự sống còn của
cơ tim ở những cái bệnh nhân suy tim sau khi bị bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề đánh giá mức độ hở van tim ở các cái bệnh nhân suy tim, thì các cái phương pháp kinh điển chúng ta sử dụng siêu âm Doppler màu để đánh giá hở van tim trên siêu âm tim 2D, thì ngày nay ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu người ta cho thấy là sử dụng siêu âm tim 3D với việc cắt nhiều mặt cắt để đánh giá chính xác hơn cái thiết diện của lỗ hở và cơ chế hở, vị trí cũng như hướng của dòng hở, thì sẽ giúp cho đánh giá được chính xác hơn mức độ hở và hướng cho bác sĩ được cái phương pháp xử lý cái vấn đề hở van của bệnh nhân, và từ đó giúp cho cải thiện được chức năng tim cũng như cấu trúc tim, kích thước và chức năng tim cho bệnh nhân. Một vấn đề thứ ba đó là vấn đề đánh giá chức năng thất phải, cũng là một vấn đề mới và đang ngày càng được quan tâm. Thì trước đây chúng ta chỉ đánh giá bằng mắt thường rồi đánh giá vào trên siêu âm tim 2D, thì ngày nay chúng ta có các cái phương tiện đó là dùng sức căng cơ tim, strain imaging, để đánh giá sức căng thất phải để cho làm thông số khách quan để đánh giá chức năng tâm thu của thất phải. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ đánh giá chức năng thất phải trên siêu âm tim 3D với những phần mềm mới hiện đại như phần mềm TomTech, hoặc là đặc biệt là chúng ta có đánh giá chức năng thất phải trên cộng hưởng từ hạt nhân trong những trường hợp mà bằng siêu âm tim chúng ta thấy khó khăn và có kết quả không giải thích được, thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân làm chụp cộng hưởng từ hạt nhân. Và vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề mới trong chẩn đoán hình ảnh ở các bệnh nhân suy tim, đó là đánh giá mức độ hở hay lá và sử dụng siêu âm tim. Thì chúng ta có siêu âm tim 2D, siêu âm tim 3D và các cái phương pháp siêu âm tim với các kỹ thuật siêu âm tim mới, thì để giúp cho chúng ta đánh giá được giải phẫu van hay lá, mức độ hở van hay lá, van ba lá, xin lỗi ạ, để giúp cho chúng ta tối ưu hóa hơn cái việc điều trị suy tim. Thì phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết ạ.